Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài kỷ niệm sông bé của tác giả cựu cơ phi C-130A phi đoàn 435 TQNL. Đối với các nhân viên phi hành của những phi đoàn vận tải thuộc không đoàn 53 chiến thuật, danh từ sông bé dường như quá quen thuộc đối với họ. Phi trường sông bé nằm về phía nam, tây nam của tỉnh Phước Long, nếu tôi không lầm. Vì tôi chỉ là một trung sĩ cơ phi quèn, nên mặc dù đã có dịp đáp nhiều lần tại phi trường ngắn này, mà nghe mấy ông pilot trong phi đoàn, mỗi lần bay đi tiếp tế cho tỉnh Phước Long, họ gọi là đi đáp sân ngắn. Có nghĩa là loại sân bay này chỉ đủ dài để cho các loại vận tải như C-123K hay C-130A, của Việt Nam Air Force có thể đáp và cất cánh an toàn so với các phi đạo ở các phi trường lớn mà họ vẫn đáp hàng ngày. Riêng đối với loại C-123K mà tôi cũng đã có dịp làm cơ phi gần 2 năm trời, thì phi trường sông bé đáp và đặc biệt cất cánh quá dễ dàng vì có thêm hai máy phản lực phụ cho sức đẩy, nên mặc dù có hơi ồn ào nhưng rất hữu dụng cho các loại sân bay ngắn như ở sông bé này. Tôi vẫn còn nhớ năm 1972, mình cũng mất một chiếc C-123K ở đây vì lý do kỹ thuật. Dường như hôm đó bên phi đoàn 425 do Trung úy Châu Đức Tánh bay chiếc SM mới tinh, vì vừa được đi làm điểm kỳ bên Đài Loan về, nghe thằng bạn cơ phi kể lại là sau khi đáp vô xoải ngược, tức là revert, cánh quạt xoay chiều để đối sức đẩy ra phía trước. Máy trái không vô reverse nên bị văng ra cỏ, vì tại phi trường nhỏ sự việc xảy ra nhanh quá nên khó đỡ được. Nếu ở các phi trường lớn, hai bên lề phi đạo rộng rãi thì pilot dư sức chống đỡ, dù phi cơ hư hại nhưng phi hành đoàn vô sự. Sau năm 1973, tôi cũng được may mắn chuyển sang học khóa cơ phi bên C-130A khóa 1, cùng bay chung với Trung tá Mạc Hữu Lộc. Ông học để check out ra huấn luyện viên, còn hai học viên pilot kia là Thiếu tá Cảnh và Thiếu quý Kim. Sau khi mãn khóa, Thiếu quý Kim và tôi về chung phi đoàn 435, Trung tá Lộc và Thiếu tá Cảnh sang phi đoàn 437. Tôi có dịp bay khắp bốn vùng chiến thuật, nhưng hầu hết đều đáp ở các phi trường lớn như Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Biên Hòa, Cần Thơ, v.v. Riêng về sông bé thì cũng có đến một vài lần trong năm 73 trong các phi vụ tiếp tế gạo và quân dụng cũng như tiếp tế xăng cho phi trường này. Khi bay tiếp tế xăng thì phi cơ không tắt máy, sau khi đáp phi cơ revert để lùi lại gần điều phô xăng. Tại đây hai ông áp tải có nhiệm vụ chạy máy bơm xăng để chuyển khoảng 20.000 pound, tương đương với 2.500 gallon. Chỉ tốn khoảng 10 phút là tụi này lại di chuyển ra phi đạo rồi cất cánh ngay. Các phi vụ chuyên chở xăng danh từ trong không quân gọi là Bladerburg, vì trong thân phi cơ có một bình cao su lớn chạy dài gần nguyên khoang cargo, nằm trọn trên 4 pallet, trong đó chứa đầy xăng GP4 nên không có hành khách đi theo. Nhưng trên chuyến về, đôi khi cũng có một vài quân nhân đi phép hay thân nhân quá giang về lại Tân Sơn Nhất. Ba những phi vụ Bladder này thì chán lắm, không thấy gì hấp dẫn, nhưng có phần hồi hộp thì đúng hơn vì chỉ sợ bị pháo kích. Phần thì đậu lâu tại một chỗ, phần thì trong phi cơ. Ngoài số lượng GP4 chứa trong cánh máy bay này còn có thêm 20.000 pound trong bụng nữa, thì chuỗi có việc gì thì khó mà chạy thoát. Cũng may là trong suốt thời gian các phi vụ tiếp tế xăng cho phi trường sông bé, chưa có chuyến nào phi cơ bị trúng đạn pháo kích, dù rằng đã có báo cáo đã bị pháo kích. Đối với tôi, người cơ phi trên C-130 thì được ngồi ghế ngay chính giữa hai ông pilot, nên được quan sát rõ ràng lắm. Nhiệm vụ của tôi là theo dõi mọi hoạt động của bốn động cơ, cân bằng lượng xăng bên hai cánh, vì bốn máy đôi khi cũng không đốt cùng một lượng xăng, nên cũng có sự chênh lệch về trọng lượng. Theo dõi các mạch điện và nhất là hệ thống máy lạnh cùng hệ thống áp lực bên trong phi cơ, nóng quá hay lạnh quá cũng dễ bị cự, và tôi hay bị ông co-pilot nhìn xéo về phía bên trái, vì cái đồng hồ pressurized nằm về phía bên hông sau lưng ông trưởng phi cơ.
chứng tỏ ông này đang bị đau lỗ tai vì áp lực giảm hay gia tăng đột ngột lúc phi cơ đang bay lên. Nhưng thường thì lúc giảm cao độ, sơ ý chút xíu là dễ bị đau lỗ tai lắm. Mà một khi ông co-pilot nhìn xéo qua là tôi biết ông này đang bị đau lỗ tai, thì hành khách phía sau cũng sẽ chung số phận. Nhiệm vụ người cơ phi là vặn cái nút nhỏ nhỏ trên đồng hồ áp lực để giảm thiểu áp suất trong thân phi cơ tối đa, để tạo sự dễ chịu cho hành khách và nhất là mấy ông co-pilot. Máy bay quân sự cũ kỹ đâu có được ngon lành như máy Boeing chở hành khách. Qua Canada này đã lâu đời, khi đi phi cơ có nhiều lần tôi cũng bị đau lỗ tai nên tôi cứ hồi tưởng lại lúc xưa còn làm cơ phi, ít có ai thông cảm cho mình trong cái vụ này. Giờ thì phi cơ tân tiến, dù họ không có người cơ phi để làm nhiệm vụ quân bình áp suất trong phi cơ, cái gì cũng tự động. Vậy mà khi máy bay dân sự ngồi hạng cá kèo hay hạng nhất, ai cũng bị đau lỗ tai giống nhau mỗi lần phi cơ giảm cao độ. Vậy mà hồi xưa mấy chàng co-pilot cứ nhìn tôi như tôi là thủ phạm làm mấy ông bị đau lỗ tai vậy. Trở lại chuyện song bé, bây giờ là trên 34 năm rồi. Tôi thấy mình còn sống quả là được ông trời thương. Tôi hồi tưởng lại thấy mình đã có bao nhiêu dịp để chết lắm. Cũng năm 1974, tôi không nhớ tháng nào, nhưng đâu đó gần những tháng cuối năm, trên phi vụ bay tiếp tế tại phi trường Nhân Cơ, bang Mỹ Thuật, Nam Lược. Bữa đó trời cũng hơi có chút mây, sau khi thả đồ tiếp tế xuống đất, đợt chốt, đón vội một số quân nhân lẫn thường dân bay trở về lại Tân Sơn Nhất. Hôm đó trưởng phi cơ là thiếu tá Chu Trấn Phương. Bay với ông này, vì ông là sĩ quan an phi của phi đoàn, nên ông kỹ lắm. Kỳ đó trước khi cất cánh, ông thuyết trình cho phi hành đoàn trước khi cất cánh. Tôi nhớ ông có hỏi mấy anh em áp tải phía sau có biết sử dụng cái nút bấm đỏ đỏ để bắn flare chống SA-7 không? Tôi nghe hai thằng áp tải bạn tôi ngồi phía sau đồng trả lời trên intercom. Dạ, biết thiếu tá. Hồi đó C-130A có gắn 32 trái flare đằng sau đuôi, nói là dùng để chống SA-7. Nhưng tôi chưa thấy có một buổi họp hay một lớp huấn luyện trong phi đoàn nào nói rõ về việc sử dụng cái hệ thống này. Tôi chỉ thấy tại gần mỗi ghế ngồi của phi hành đoàn đều có gắn một sợi dây điện, có một cái hộp nhỏ màu đỏ, trên đó có một cái nút bấm, bên hông có in miếng giấy bạc bằng tiếng Mỹ. Đại khái nói rằng khi bấm nút này thì sẽ bắn một trái flare sau đuôi phi cơ, bất kỳ ai bấm trước thì sẽ trigger một trái flare. Kỳ đó tình hình vùng này cũng bắt đầu sôi động. 4 lần trước đáp từ bang Mây Thuộc về, tôi không nghe thiếu tá Phương nói năng gì về cái nút bấm flare này. Nhưng lần này, phi vụ cuối bay về Tân Sơn Nhất, ổng lại hỏi hai ông áp tải có biết sử dụng nút bắn flare không. Nhưng không ngờ sau khi cất cánh được trên 1.000 bộ, thì tôi nghe trong headset của tôi, không biết trên tần số hay trong intercom ai đó là SA-7, tôi vội vói tay bấm nút đỏ bắn flare và dường như đồng loạt trên phi cơ. Nguyên phi hành đoàn ai cũng bấm nên 4-5 trái flare đã bắn ra. Flare không bắn ra đồng loạt, nhưng từng cái một như sách vở nói. Khi về đến phi đoàn thì tôi nghe nói trên Nhân Cơ báo cáo về, trên không đoàn là dưới đất họ thấy có một SA-7 bắn theo C-130 mới cất cánh tại Nhân Cơ, nhưng hụt, vì phi cơ đã vừa chung vào mây. Vì họ nói có thấy những lằn sáng trên trời vùng trái SA-7 bắn lên, như vậy tôi điến hồn, biết mình mới chết hụt. Những làn sáng mà dưới đất họ thấy chắc chắn là do những trái flare tụi tôi bắn ra ban nãy. Cảm ơn trời cho tụi tôi còn sống. Cũng cảm ơn thiếu tá Phương hôm đó, không biết hữu tình hay hữu ý, mà tự nhiên nhắc mấy thằng ke tụi tôi biết xài NTSA-7 Burden không. Chiều ngày thứ Năm, 17 tháng 12 năm 1974, sau khi bay xong phi vụ với thiếu tá Khu Thái Bình và trung úy Khiêm từ Huế về, tôi dông lên lầu xem phi vụ ngày sau, coi có bay đi đâu và cất cánh mấy giờ, thì tôi thấy có tên trong phi hành đoàn Túc Trực 2 chung với đại úy Nguyễn Đức Minh, Minh Điên,
trưởng phi cơ. Vậy là tôi xem cũng như hơi khỏe, vì làm túc trực hai cũng ít bị điều động hay bay đi đâu. Nên ngày hôm sau, tức là ngày thứ sáu, 18 tháng 12 năm 74, chịu khó vô sớm, chui vô phòng trực ngủ thêm một tí rồi ra ngồi câu lạc bộ do thượng sĩ Găn làm chủ, uống cà phê, và thêm cái phòng câu lạc bộ cũng khá khang trang. Vì do sáng kiến của thiếu tá Vinh ốm, đề nghị cho Trung úy Thuận thợ mộc tân trang lại nên trông rất lịch sự. Chỉ có điều là sơn màu hồng nên phòng thấy hơi sến. Tôi cứ nghĩ mình về nhà tối nay, nghỉ ngủ với vợ con. Mai làm túc trực hai thì trưa cũng có dịp dông lẹ về nhà ăn trưa. Còn bình thường ở trong phi đoàn thì chỉ có đánh bi da cá độ cho qua ngày. Vậy mà sáng sớm mới vắt cái mặt vô phi đoàn chui vô phòng trực nằm ngủ chừng được 30 phút. Chưa thấy ấp giáp gì thì Trung úy Châu Vĩnh Khải khiều tôi dậy nói nhỏ. Anh nào bay với tụi này đi xong bé bữa nay ngang. Xong bé ba lượt, ông chứng quý thăng khai bệnh nên ổng lấy sổ bệnh dông đi tới bệnh xá rồi. Trong đầu tôi nghĩ không biết ông thầy thăng của tôi không thích bay chung với thiếu tá Mỹ hay là ổng chê phi vụ xong bé mà bữa nay ổng bán cái cho mình vậy cả. Ừ, xong bé hay xong gì thì bay phi vụ ngắn này làm sớm nghỉ sớm. Tôi lên phòng trực xem số phi cơ rồi xin xe pick up của phi đoàn chở ra ngoài phi đạo để làm tiền phi chiếc HCH521. Khoảng 9 giờ sáng thì xe forklift mang mười mấy pallet gạo lô lên phi cơ. Phi hành đoàn hôm nay gồm thiếu tá Nguyễn Chánh Mỹ và Trung úy Khải Sữa. Còn hai thằng kia áp tải bạn tôi là thằng Hùng Râu và thằng Minh Mập cũng đang lôi cui cột hàng phía sau máy bay. Khoảng chừng 10 giờ 30 thì ra tàu ra khỏi bến đậu. Hôm đó trời tốt nên tôi cũng cảm thấy vui vui trong lòng. Vừa làm nhiệm vụ checklist chung trong phi hành đoàn, vừa nghe tiếng thằng Minh Mập lúc nào cũng trả lời trong intercom. Giọng Nam Kỳ, dạ nghe gõ thiếu tá của nó làm tôi cứ muốn tức cười hoài. Bay từ Tân Sơn Nhất đến sông Bé thì khoảng 25 phút. Phi cơ làm thủ tục đáp xong thì thiếu tá Mỹ dặn, mày anh em phải chuẩn bị để mình cả cảnh liên. Với giọng Huế của ổng, phi cơ vào đáp phi đạo chính. Chắc tại đáp sân ngắn mà sợ bị pháo kích hay sao, mà hôm đó thiếu tá Mỹ chạm đáy ok, nhưng ông lại giở cái đầu hơi cao hơn thường lệ, nên khi bánh mũi chạm đất tôi có cảm tưởng bánh mũi sẽ bị gãy như chơi. Sau khi đáp quay đầu taxi trở lại để đến bỏ hàng xuống trạm hàng không chỗ bãi đất trống gần đầu phi đạo chính, nhưng thay vì taxi vô trong bãi đậu, thì thiếu tá Mỹ nói taxi chậm chậm vô bến đậu làm hình chữ U, vừa taxi vừa mở cửa thả hàng xuống đất, trù taxi ra luôn đầu phi đạo chính cất cánh luôn. Như vậy sẽ giảm thiểu thời gian mình ở dưới đất, vì theo thuyết trình quân báo vào buổi sáng, nghe thiếu tá Mỹ và Trung úy Khải nói tình hình Phước Long rất nguy ngập. Họ trông vào các chuyến bay tiếp tế của mình và áp lực địch mạnh nên vấn đề khi đến sông Bé sẽ bị pháo kích coi như chắc chắn không tránh khỏi. Bay phi vụ này, phi hành đoàn ai cũng mặc áo giáp. Lúc vào bến đậu, tôi thấy có xe forklift đã đậu sẵn chờ lấy hàng, nên thiếu tá Mỹ ra lệnh cho hai ông áp tải phía sau mở ram và thả hàng xuống. Khi vừa quẹo gần hết vòng chữ U để taxi ra phi đạo, thì tôi nghe một tiếng nổ lông trời phía bên cánh phải. Giấy tờ trong cockpit bay tán loạn, sự việc xảy ra quá nhanh. Thiếu tá Mỹ định tống ga để cất cánh thì Trung úy Khải chặn lại nói máy số 4 bị cháy rồi thiếu tá. Tôi nghe những tiếng nổ lóc cóc bên thân phải phi cơ, đèn đỏ trên hệ thống báo hỏa máy số 4 chớp liên tục. Tôi liếc nhìn theo Trung úy Khải thì thấy cánh phải đang cháy dữ dội, có lẽ đã bị trúng trực tiếp trái đạn pháo kích. Thiếu tá Mỹ ra lệnh tất cả rồi phi cơ trên hệ thống intercom. Trước khi tôi tháo headset và seatbelt trên ghế cơ phi, thì tôi đã làm một động tác mà từ trước tới giờ chưa bao giờ làm, chỉ xảy ra trong khi huấn luyện trên cockpit giả dưới đất thôi. Đó là việc tôi nắm kéo luôn bốn cần chữ T phía trước trên panel của cơ phi. Động tác này sẽ cắt xăng dẫn đến bốn máy.
Cúp điện từ các generator và hệ thống chữa lửa sẽ xịt foam chữa cháy vào bốn máy. Theo sách vở, nhưng máy số 4 bị trúng pháo kích nên tiêu tùng rồi, còn máy số 3 không biết tình trạng ra sao. Trước khi vối tay tắt luôn contact của battery thì tôi nghe trên headset tiếng của người pilot chiếc L-19 nào đang ở trên vùng nói: chiếc C-130 bị trúng pháo kích rồi. Tôi vội theo các anh em kia chạy ra cửa phía trước, nhưng vì hấp tấp chen lấn ai cũng muốn thoát ra trước. Vả lại ai nấy đều mặc áo giáp nên hơi khó di chuyển trong khoảng chật hẹp của cửa trước, nên tôi tính dọt ra cửa ram. Nhưng nhìn thấy ông tài xế xe forklift bị trúng thêm một trái pháo kích phần sau đuôi phi cơ, nên ông bị văng mất một cái chân máu me be bét, thấy thảm thương quá. Tôi tính chạy lại đỡ ông dậy, nhưng lại nghĩ trụi mình bị ăn thêm một trái pháo kích thì đời tàn, nên tôi chạy lùi lại phóng ra cửa trước, chạy theo mấy anh em kia phóng xuống nấp dưới đường mương dọc bên phi đạo. Có lẽ tôi là người cuối cùng rời phi cơ. Cánh phải phi cơ vẫn tiếp tục cháy, khói đen bay lên ngọc trời. Tụi tôi ngồi nấp dưới mương nhưng vẫn nghe mấy viên pháo kích bay ngang đầu rất nổ đâu gần vùng phi cơ đang cháy. Thấy nằm đây lâu coi bộ không khá nên tụi tôi tiếp tục chạy theo đường mương dọc theo suốt phi đạo chính. Thấy xa xa có cái lô cốt, có mấy ông lính bộ binh đang đứng lấu nhấu trong đó ngó ra chiếc C-130 đang cháy đằng kia đầu phi đạo. Tôi không nhớ chạy được bao lâu thì theo sau Trung Quý Khải chui vô được một lô cốt, thấy yên tâm, nhưng nhìn ra cách lô cốt chừng 15 thước thì thấy thiếu tá Mỹ đang nằm ngoài đó, nên tôi và Trung Quý Khải cùng thằng Minh Mập chạy ra phụ diều thiếu tá Mỹ vô lô cốt. Ổng thất thần và chạy mệt quá nên xỉu. Vào trong lô cốt, tụi tôi tháo áo giáp và kéo phẹt mang tuê áo bay của ông ta ra, lấy miếng cạc tông quạt cho ổng thở. Một hồi sau tỉnh táo, mấy ông lính trong lô cốt lấy nước cho tụi tôi uống. Tôi không nhớ mình đã đến nằm trong lô cốt này bao lâu. Nhưng khi thấy sao quá yên tĩnh vì không còn nghe pháo kích nữa. Có lẽ mấy thằng Việt Cộng thấy C-130 bị bắn cháy rồi thôi pháo kích chi nữa cho phí đạn. Tôi nhìn lại phía phi cơ. Ủa, lạ sao không thấy còn khói? Có lẽ sau khi cháy hết xăng bên cánh phải nên không còn gì để cháy thêm. Hay chắc là tại tôi đã kéo 4 cần chữ T của hệ thống cứu hỏa nên xăng bên cánh trái không chạy qua bên kia được. Chừng 15 phút sau tụi tôi thấy xe Jeep của ông Trung tá Phước, tham mưu trưởng của tỉnh Phước Long chạy lại đón tụi tôi 5 người về trong tỉnh. Trước khi quành đầu chạy trở ra khỏi phi trường thì Trung tá Phước chở tụi tôi đến quan sát tình trạng của chiếc HCH-521. Lúc tụi tôi đến gần phi cơ thì tuyệt nhiên không còn một chút lửa, cánh trái xảy xuống một bên, bình xăng phụ gần chạm đất vì phần cánh phải bên kia đã cháy rụi, còn cánh trái vẫn còn xăng nên nặng hơn và xảy một bên là vậy. Mấy bánh xe vẫn còn nguyên không bị hư hại gì cả. Tôi nhảy lên cockpit nhưng nhìn thấy cánh cửa cầu thang bị lủng một lỗ lớn, dưới đất cũng lủng một lỗ tròn, chứng tỏ rằng một viên pháo kích đã rơi trúng đây. Nếu mà hồi nãy tụi tôi chạy thoát ra chậm một chút, biết đâu trái đạn này sẽ cốt đi hay làm thương tổn nặng cho ai đó trong phi hành đoàn này. Tôi vội chọc cái túi helmet để đồ nghề lẩm cẩm của cơ phi như cuốn checklist, cái đèn pin, vài ba cái tua vít và ba thứ lèm nhèm khác. Trung Quý Khải cũng nhảy lên theo thâu dọn đồ của ổng, nhưng thiếu tá Mỹ và hai thằng kia áp tải bạn tôi thì ngồi lại trên xe Jeep. Dọc đường tôi quan sát thấy đây đúng là vùng chiến tranh, đến tòa tỉnh cũng là bộ chỉ huy, tụi tôi vô trong là chui xuống hầm trú ẩn. Tôi thấy có ông thiếu tá bộ binh với vẻ mặt trầm buồn đứng ngay miệng hầm. Ông nói gì với tôi nhưng tôi không nhớ. Tụi tôi đi theo Trung tá Phước xuống hầm chỉ huy của tỉnh, gặp luôn Đại tá Thành là tỉnh trưởng Phước Long. Lúc bấy giờ thấy ông vừa cầm máy chỉ huy trận đánh đâu gần đó, vừa nói với thiếu tá Mỹ rằng mấy anh ở đây chút xíu đi, tôi đã xin trực thăng đến đón mấy anh em về lại Tân Sơn Nhất. Trong khi chờ đợi, tôi tò mò mon men leo lên miệng hầm ngó ra ngoài. Tôi cảm thấy rần rợn, mùi tử khí nghe quanh quẩn đâu đây, tỉnh mà không thấy một bóng người. Áp lực của Bắc quân chắc phải là nặng nề lắm. Một lúc sau nghe có tiếng trực thăng đáp, tụi tôi đến chào vội Đại tá Thành.
Trung tá Phước tiễn tụi này lên máy bay UH-1 của Air Force Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi được đi máy bay trực thăng. Tôi chỉ nhớ ông đại quý trực thăng nói mấy anh em đừng lo. Tôi bay vùng này nhiều nên rất rõ địa thế. Chút nữa sau khi cất cánh tôi sẽ bay vòng vòng trên thành phố cho mấy anh ngắm cảnh và cũng lấy cao độ trước khi trực chỉ Tân Sơn Nhất. Trực thăng lên khoảng 6.000 bộ thì lấy hướng bay về phía Sài Gòn. Trực thăng không đóng cửa nên gió lúc nào cũng nghe lồng lộng bên trong. Nhìn hai ông xạ thủ ngồi hai bên lăm lăm trên cò súng ở thế sẵn sàng tác chiến, tôi chỉ mong được thấy hai ông này bắn thử một tràng để nghe xem tiếng súng Đại Liên M60 trên trời nó nổ nghe làm sao. Hơn nửa giờ sau khi trực thăng đáp xuống sân trước không đoàn 53 chiến thuật, Trung tá Nguyễn Tấn Châu, trưởng phòng kế hoạch hành quân, ra dẫn tụi tôi vô trình diện Đại tá Huỳnh Văn Hiến, không đoàn trưởng. Tụi tôi lần lượt thuật lại những gì mắt thấy tai nghe và trả lời những câu hỏi của ổng. Sau đó ổng ký giấy 3 ngày phép cho tụi tôi. Bây giờ đã 35 năm, ngồi hồi tưởng lại những kỷ niệm những ngày tháng đã qua. Dĩ nhiên là tôi viết theo trí nhớ, theo cái nhìn của tôi là một người cơ phi không thể nào hoàn hảo như ý muốn. Có thể thiếu tá Mỹ hay Trung úy Khải hay hai thằng kia áp tại bạn tôi đều có cái nhìn và có cảm tưởng khác nhau, nhưng chắc chắn một điều là được trời thương nên tôi mới còn sống đến bây giờ. Montreal, tháng 4 năm 2009, TQNL, cựu cơ phi C-130A, phi đoàn 435. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.